hầu hết tất cả các anh chị trước khi đến với tôi đều nghĩ rằng phải cần hai người mới có thể chữa lành được mối quan hệ. Không phải. Vũ trụ này tạo ra rất đơn giản, chỉ cần một người thôi. Người đó là ai? Là bạn. Khái niệm chữa lành. Chữa lành cái gì? Và tại sao cần phải chữa lành? Và chữa lành cái gì? Chúng ta có những cái hành vi tay chân của mình làm cái gì đấy, cái miệng của mình chửi ai đấy, nói xấu ai đấy, cái mắt của mình nhìn ai đó với cái hình viên đạn, tất cả những cái này chúng ta gọi đây là hành vi. Mình gọi đây là hành vi. Và nó là hành vi bên ngoài. Các anh chị còn không thích những hành vi ở những người xung quanh mình nữa, đúng không ạ? Thế thì đấy là những người xung quanh mình. Thế còn hành vi của chính mình thì sao? Mình có không thích chính mình ở một số hành vi nào không? Nào comment mình không thích chính mình ở cái điểm gì nào. Mình cũng không thích mình luôn đấy. Nên mình cũng bực vì mình luôn ấy. Hay cáu gắt này, trì hoãn này, ngủ nhiều này, mất bình tĩnh này, nói nhiều, nói đi nói lại và cáu gắt này. Mình còn không thích chính mình cơ mà. Có rất nhiều hành vi ngay bản thân mình còn không thích chính mình. Và bao nhiêu các anh chị mình đã cố gắng, nỗ lực để thay đổi chính mình, nhưng mà thất bại rất nhiều lần. Mình cũng đã nỗ lực để thay đổi chính mình rồi, mình cũng biết là mình bị vớ vẩn rồi đấy, và mình cũng nỗ lực để mình thay đổi rồi, nhưng mà sao mình vẫn chưa thay đổi được? Sao mà mình vẫn còn bị mắc kẹt vậy? Đúng không ạ? Đấy là hành vi bên ngoài của mình. Mình cũng muốn cắt bỏ nó đi lắm chứ. Mình cũng không muốn cái hành vi này tồn tại nữa, nhưng mà không có cắt được. Và con của mình cũng có hành vi, mình cũng muốn cắt nó đi, không cắt được. Chồng của mình cũng thế, những người xung quanh của mình cũng thế. Thế vậy thì cái điều gì mà làm, cái điều gì mà làm nên cái hành vi này này? Hai thứ các anh chị. Thứ nhất, cái này mình gọi đây là lập trình tư duy. Tư duy hay đây chính là lập trình bên trong. Bên trong chúng ta bị virus rồi. Chúng ta không phải là cái máy tính mới cứng nữa. Mình bị virus vào đây rồi đây này. Nên nhiều lúc mình bị đơ, mình bị treo rồi. Mình giống như một cái máy tính ấy, bị đơ, bị treo rồi. Và cái lập trình tư duy bên trong này này, nó quyết định bởi ngân hàng ký ức. Ngân hàng ký ức ở cái tư duy này này. Ví dụ nha, cái tư duy như này này, cái lập trình này này của mình ấy là mình bị lỗi. Ví dụ như này nhá, mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng làm sao yêu nhau được. Đấy là một cái lập trình lỗi. Yêu nhau chứ, người với người sống để yêu nhau. Chúng ta có mặt trong, có mặt trên cuộc đời này để dành cho nhau, để chữa lành cho nhau. Tôi ở đây để phục vụ tốt cho bạn, bạn ở đây để phục vụ giỏi cho tôi. Nhưng mà mình bị cái tư duy là khác máu tanh lòng làm sao yêu nhau được. Rồi mình bị cái tư duy là yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Đấy là một cái tư duy lỗi của mình đấy. Mình bị cái tư duy là ui, nhà mình nghèo thế này, làm sao mà được như thế này, được như thế kia. Mình sinh ra mà nghèo như thế này, làm sao mà được như này, được như kia. Hầu hết chúng ta sống dưới mức tiềm năng của mình, các anh chị. Hầu hết chúng ta đang sống dưới mức tiềm năng của mình. Chúng ta không nhận ra mình xuất sắc như nào, mình giỏi như nào, mình trí tuệ như nào, mình thông thái và uyên bác như thế nào. Nhưng bởi vì không ai nói cho mình cái điều đấy cả, mình bị lập trình là mình bị giới hạn. Nên cái ngân hàng ký ức của mình, nó hình thành nên cái cỗ máy tư duy của mình. Và cỗ máy tư duy của mình là một phần để đưa ra cái hành vi. Cái thứ hai nữa, đó là cái cảm xúc của chúng ta. Cái trái tim của mình nó bị vụn vỡ rồi. Vụn vỡ. Có rất nhiều ký ức tổn thương đến trong cuộc đời của mình. Có rất nhiều nỗi đau đến trong cuộc đời của mình. Và rồi
nó làm cho mình có những cảm xúc tiêu cực, có những nỗi sợ hãi bên trong mình. Và vì vậy mình mới đưa ra những cái hành vi không tương hỗ cho sự thành công của mình. Đây chính là cảm xúc. Cảm xúc, tư duy cộng với cảm xúc thì ra hành vi. Ra hành vi, tư duy lỗi, cảm xúc vụn vỡ, sợ hãi, đau đớn, tức giận thì ra hành vi vớ vẩn. Vậy thì bây giờ muốn cắt hành vi, chúng ta phải quay lại, cài lại cái tư duy của mình. Cài lại tư duy thì mình cài lại. Tôi ví dụ như này nhé. Để chữa lành bất cứ một mối quan hệ nào, hai người khúc mắc với nhau, hai người khúc mắc với nhau, cãi nhau, hằn học nhau, tức giận nhau, khúc mắc với nhau, buồn phiền vì nhau, ai cũng nghĩ là mình đúng, người kia có vấn đề, ai cũng như vậy, nên là họ tách rời nhau ra. Cho cô đang hỏi tất cả các anh chị, bao nhiêu các anh chị rằng để chữa lành cái mối quan hệ giữa hai người này phải cần cả hai người? Thì chúng ta giơ tay vẫy vẫy đi ạ. Thì giơ tay lên. Đấy. Mình nghĩ rằng để chữa lành cái mối quan hệ hai cái người này thì cần phải cả hai người cơ. Nên có những chị khi mà đến với tôi và nói là chúng em ra tòa rồi, thế nhưng bây giờ em thật sự em muốn hàn gắn, em muốn coaching, em muốn chữa lành, thế em có phải lôi lão chồng em xuống đây nữa không? Tôi bảo nếu lôi được lão chồng xuống đây thì đã không ra tòa. Và hầu hết chúng ta nghĩ rằng phải hai người cơ, phải cả hai người này này thì mới chữa lành được mối quan hệ này. Không, tư duy sai đấy. Chỉ cần một người thôi. Chỉ cần một người để kiến tạo mọi mối quan hệ hoàn hảo. Không phải là hai người. Một người thôi để kiến tạo mọi mối quan hệ hoàn hảo. Khi bạn đủ minh triết trí tuệ trong cuộc đời này, khi bạn đủ hiểu rằng người ta có hành vi như vậy bởi vì người ta bị tổn thương, thì bạn thay vì bạn trách móc thì bạn yêu thương hơn, bạn trao cho họ nhiều tình yêu hơn, bạn bao dung với họ, bạn yêu thương họ, tất cả mọi thứ như này, thì lần thứ nhất họ gặp bạn, bạn vẫn cười, bạn vẫn yêu thương. Họ có thể nói là mấy bạn là con dở, vừa hôm trước cãi nhau xong nay tự nhiên cười với mình, ví dụ thế. Gặp nhau bạn cười mà, bảo con dở, hôm trước cãi nhau xong nay cười với mình. Lần thứ hai gặp bạn vẫn cười, cứ cười đi. Thì lần này họ không chửi bạn là con dở nữa đâu, không chửi nữa, nhưng mà họ chả cười với bạn, họ vẫn đề phòng. Lần thứ ba bạn vẫn cười với họ, và lúc này họ bắt đầu cười chúm chím với bạn. Lần thứ tư bạn vẫn cười với họ, thì họ lại cười to hơn tí. Và lần thứ năm thì họ sẽ cười rộng mở với bạn, và rồi hòa hợp với nhau. Hòa hợp với nhau. Nên hầu hết tất cả các anh chị trước khi đến với tôi đều nghĩ rằng phải cần hai người mới có thể chữa lành được mối quan hệ. Không phải. Vũ trụ này tạo ra rất đơn giản, chỉ cần một người thôi, người đó là ai? Là bạn. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.